Liên quan đến vụ việc lật cano chở khách du lịch tại vùng biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức họp báo để thông tin về nguyên nhân ban đầu và những vấn đề có liên quan đến công tác điều tra. Vụ lật cano tại vùng biển Cửa Đại, thành phố Hội An xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 2, đã khiến 39 người gặp nạn, trong đó cứu sống được 22 người và 17 người tử vong. Tất cả thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng. Cano gặp nạn QNA-1152 đã được trục vớt. Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định ông Lê Sang, trú thành phố Hội An, là người lái cano không sử dụng ma túy, rượu bia trong khi chở khách, có đầy đủ bằng thuyền trưởng, chứng chỉ hành nghề, phương tiện có đầy đủ giấy phép hoạt động, đăng ký, đăng kiểm. Qua làm việc với thuyền trưởng thuyền viên và chúng tôi tiến hành kiểm tra tất cả giấy tờ có liên quan đến việc điều hành tàu du lịch, thì qua kiểm tra thì thấy đầy đủ, tất cả đều được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép cho tàu hoạt động du lịch. Về làm việc với thuyền trưởng và các thuyền viên cũng như 12 hành khách ấy, thì người ta khai báo rằng trước khi tàu xuất bến thì được đồn kiểm soát biên phòng Cục Lao Chàm và Cửa Đại có kiểm tra chặt chẽ cho xuất bến ra vào. Trên cái đường đi về ấy, thì do sóng to gió lớn nó đập vào cái mạn thuyền bên trái gây cho vỡ và nước tràn vào bên thuyền gây lật úp dẫn đến cái vụ tai nạn. Còn hiện nay cơ quan chức năng, cơ quan cảnh sát điều tra đang thu thập tất cả những hệ thống thông tin liên lạc, máy radar, máy định vị GPS trên tàu du lịch để chúng tôi tiến hành giám định và sẽ làm việc với cơ quan chức năng khác có liên quan. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Ngoài việc tiếp tục nỗ lực khắc phục sớm hậu quả của vụ chìm cano, trong thời gian tới, Quảng Nam sẽ tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động thủy nội địa, đưa ra các giải pháp trong việc nạo vét các hệ thống cảnh báo sớm về thời tiết bất thường tại các vùng biển ven bờ, tuyến thủy nội địa. Về mặt quản lý giám sát các phương tiện, tất cả các phương tiện sẽ bắt buộc lắp đặt các camera hành trình để giám sát thuyền trưởng, quản lý du khách.